Quý khán thính giả và quý khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 9K5, mở ngày 30 tháng 9 năm 2023, từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng có số 9, 6, giải 7 200.000 đồng có số 7, 1, 4, giải 6 400.000 đồng có số 5344-0023-0226, giải 5 1 triệu đồng có số 2760, giải 4 3 triệu đồng có số 74944-8255-57870-10950-32474-55596-41049, giải 3 10 triệu đồng có số 43426-93521, giải nhì 15 triệu đồng có số 94657, giải nhất 30 triệu đồng có số 94077, giải đặc biệt 2 tỷ đồng có số 115078. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn. Kết quả xổ số kiến thiết Long An hàng tuần được đăng tải trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, bao gồm website www.la34.com.vn, fanpage YouTube, TikTok Long An TV.